Hi guys, welcome to layahay.com. Our lesson today is lesson 1 of unit 1, home. Cô xin chào các em, chào mừng các em đến với layahay.com. Hôm nay, cô và các em sẽ cùng nhau đến với bài học số 1 của unit 1 với chủ đề mái nhà. Phần học ngày hôm nay sẽ là phần pronunciation, phần phát âm, intonation, chúng ta sẽ học về ngữ điệu. A. Intonation for yes no questions goes up. Ngữ điệu trong câu hỏi có hoặc là không sẽ đi lên. Do you live in an apartment? Do you live in an apartment? B. Listen to the sentences and notice how the intonation goes up. Chúng ta sẽ nghe hai câu và tập trung vào ngữ điệu đi lên như thế nào. Unit 1. Home. Lesson 1. Track 6. Pronunciation. Listen to the sentence and notice how the intonation goes up. Do you live in an apartment? Does your house have a yard? Hòa đọc tiếp theo. C. Listen and cross out the one with the wrong intonation. Nghe và gạch bỏ câu có phần ngữ điệu sai. Unit 1. Home. Lesson 1. Track 7. Pronunciation. Listen and cross out the one with the wrong intonation. Do you live in a house? Does your house have a pool? Rồi, sau khi nghe thì chúng ta có thể nhận thấy ở câu số 2 có ngữ điệu đi xuống ở cuối câu hỏi. Vậy thì chúng ta sẽ gạch bỏ câu thứ 2. Hoạt động cuối cùng. Read the questions with the correct intonation to a partner. Hãy đọc câu hỏi đúng. Hãy đọc câu hỏi có ngữ điệu đúng với bạn của em. Do you live in a house? Do you live in a house? Phần pronunciation của chúng ta đến đây là hết rồi. Thanks a lot for your watching. Have a nice day. Cảm ơn các em đã theo dõi. Chúc các em có ngày học tập thật hiệu quả với lời dạy hay.com. Xin chào và hẹn gặp lại các em ở các bài giảng tiếp theo nhé.